mai mốt mà xài cái này là ok lắm nha anh em. Đây, thông số rồi đọc rẹt rẹt luôn cho anh em. Giá cũng khá cao và chỉ phù hợp với những người chuyên nghiệp hay những người có ai sử dụng nhu cầu còn nhiều trong thời gian dài. Ok.